của hãng tiếp tục chạy Android, không dùng hệ điều hành mới. Hệ điều hành HomeMan của Huawei không được thiết kế cho điện thoại thông minh và công ty có kế hoạch tiếp tục sử dụng nền tảng Android của Google cho các thiết bị của mình. Thành viên hội đồng quản trị Huawei và là phó chủ tịch cấp cao, Catherine Chen, nói với các phóng viên hôm 18 tháng 7, bà giải thích rằng hệ điều hành HomeMan được thiết kế cho mục đích công nghiệp và nó đã được phát triển từ lâu trước khi các cuộc thảo luận về tìm giải pháp thay thế cho Android đăng tải trên báo chí. Trước đó, có thông tin cho rằng, trong bối cảnh khó khăn do các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt, Huawei đã tích cực phát triển hệ điều hành của riêng mình để thay thế Android trên điện thoại thông minh. Về phần mình, người sáng lập và là CEO của Huawei, Nhậm Chính Phi, đã chỉ ra trong một cuộc phỏng vấn rằng, việc ra mắt một hệ điều hành mới không phải là một điều khó khăn, nhưng khó nhất là xây dựng một hệ sinh thái cho hệ điều hành đó. Phát biểu của ông Nhậm được đưa ra sau khi Google hạn chế việc Huawei sử dụng hệ điều hành Android hồi tháng 5, với lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ. Theo đó, công ty trung quốc đã bị cấm mua lại các linh kiện và công nghệ từ các công ty mỹ mà không có sự chấp thuận chức của chính phủ mỹ với lý do các thiết bị do huawei sản xuất bị cáo buộc gây rủi ro bảo mật